Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 7, vị phu nhân này có chút ngu xuẩn. Trái tim Nguyễn Thị run lên, nhẹ nhàng đưa tay phủ lên lồng ngực hắn, khàn giọng hỏi. Vết thương này là do lúc đó sao? Đường Tùng Niên gật đầu. Lúc đó ta còn nghĩ mình chết chắc rồi, may thay sau đó gặp được quý nhân, khó khăn lắm mới nhặt được cái mạng này về. Mẫu thân nàng, sao có thể nhẫn tâm đến vậy? Đôi mắt Nguyễn Thị ngấn lệ, nghẹn ngào nói. Chỉ cần nhìn vết sẹo trên ngực chàng có thể hình dung ra năm ấy một cậu bé còn chưa đến 15 tuổi đã phải chịu đựng vết thương nặng đến dương nào. Mà những điều này vốn dĩ không nên do chàng gánh chịu. Nương ta nói kế mẫu khó làm, nàng không thể không, đường tùng nên lẩm bẩm. Ba nhi tử, hơi người không phải con ruột một người là con ruột khi phải đưa ra một người trong số đó nàng ấy đã chọn chính con ruột thịt của mình trái tim nguyễn thị siết chặt lại ôm chặt lấy hắn theo bản năng hứa quân giao nằm trên giường chớp chớp đôi mắt vô tình đã nghe thấy tất cả hóa ra lão già thối còn có một quá khứ chua sót như thế bà ấy rõ ràng là mẹ ruột của hắn nhưng lại đối xử với hắn chẳng tốt bằng hai huynh trưởng không phải do bà ấy sinh ra kế mẫu khó làm thứ lỗi cho nàng vì nàng thật sự không thể hiểu được thứ tình cảm rắc rối phức tạp như vậy nàng chỉ biết là nếu nàng có cốt nhục của mình nàng hận không thể khoác lên chiến bào vì con bổ ra một con đường tiền đồ vô lượng chứ làm sao có thể vì người ngoài mà lựa chọn hy sinh con của mình được nghĩ đến đây nàng có chút buồn bực mà nhíu mũi chỉ tiếc là ông trời không cho nàng cơ hội này cho đến lúc chết hứa Thục Phi ngay cả một đứa con cũng không có. Hơn nữa, vì dưới gối không có con nên cũng trở thành lực cản lớn khiến nàng gặp khó khăn trong việc bước lên ghế phượng, khi ấy lão già chết tiệt đường tùng niên cũng không ít lần lấy việc này ra để đả kích nàng. Lão già, mặc nghiên đến bẩm báo, hắn nói mã bộ đầu có việc gấp. Thúy Văn vội vàng bước vào. Ta lập tức đến đó. Đường tùng niên trong lòng dùng mình cảm giác bức bối, một ngạt và tủi thân trong lòng bỗng chốc hóa thành hư không. Hắn nhanh chóng thay quần áo, vội vã rời đi dưới ánh mắt dõi theo của Nguyễn Thị. Đại nhân, số 18 ngõ tôn gia thành Tây có một nhà bị hỏa hoạn, thuộc hạ đã phái người qua đó chữa cháy trước. Trên đường rời phủ, mã bộ đầu trình báo khái quát sự việc cho đường tùng niên. Phải nghĩ cách khống chế thế lửa, đừng để nó cháy lan ra. Ở nhà, Hứa quân dao đương nhiên cũng biết đường tùng niên vừa bị người ta vội vàng gọi đi, lại nghe thấy giọng nói lo lắng, bồn chồn của Nguyễn Thị hỏi Thúy Văn. Bây giờ trời cũng tối rồi, cũng không biết lão gia có việc gì gấp nữa. Nô tỳ nghe nói hình như bên thành Tây có hộ gia đình bị cháy. Thúy Văn bẩm báo tin tức mình vừa nghe ngóng được. Bị cháy. Nguyễn Thị sững người, giọng điệu càng thêm lo lắng. Mong sao không có ai bị thương. Thấy đường tùng niên đi mãi mà chưa về, Nguyễn Thị lo lắng cho phu quân nên cũng chằn chọc mất ngủ. Còn hứa quân giao do vẫn còn nhỏ nên không chịu được bao lâu đã lăn ra ngủ. Lúc đường tùng niên vội vàng đến hiện trường, thế lửa đã yếu bớt. Những dân chúng ở xung quanh cùng với quan sai của huyện Nha đều tập trung chữa cháy. Đợi đến khi lửa lớn bị dập tắt, đã là chuyện của nửa canh giờ sau đó. Sao, một canh giờ là bằng hai giờ đồng hồ nửa canh giờ là một giờ. Trên mặt đường tùng niên lấm lem đầy cho bụi, hắn chỉ lau qua quyết vài cây đã dẫn theo mã bộ đầu vội vàng đi vào nơi xảy ra hỏa hoạn, chính phòng của tôn trạch. Đợi lúc hắn đi đến đó, đập vào mắt là hai thi thể đã sớm bị thiêu cháy đến nỗi nhìn không ra diện mạo ban đầu, trong đó, trên ngực của một thi thể gầy bé thậm chí còn cắm một cây đao. Đại nhân, trải qua bước đầu khám nghiệm tử thi, nam tử và nữ tử này đều không phải bị lừa thiêu chết, mà là sau khi chết bị người ta thiêu xác. Trước khi chết nam tử bị một vật nặng đập vào đầu, sau nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết là do vết đâm trên ngực. Ngộ tác đã đến hiện trường từ sớm, làm các bước khám nghiệm đơn giản sau đó quay lại bẩm báo. Đường tùng niên nhíu đôi lông mày rậm. Ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng đây là một việc ngoài ý muốn, chứ chưa từng nghĩ rằng đây là một vụ án mưu sát sau khi trải qua bước đầu xét hỏi, cuối cùng có thể xác định người chết chính là chủ nhà tôn hữu tài cùng với thê tử điền thi. Đường Tùng Niên lại lần nữa bước vào chính phòng đã cháy đến mức không nhìn ra hình dạng, kiểm tra tỉ mỉ bốn phía xung quanh thi thể. một lát sau, hắn nhặt một mảnh ngói vỡ từ một góc nào đó lên, món tay nhẹ nhàng gầy gầy vật đen xi si dính đầy trên mảnh ngói, cau mày người lần thứ hai kiểm tra quả nhiên lại tìm thấy rất nhiều mảnh ngói vỡ như vậy, và lại các mảnh khác cũng không ngoài lệ, bên trên đều có dính vật kia. Các người đến đây nhìn coi, xem đây là cái gì? Cái mùi này người quen quen, nhưng tại hại nhất thời không nhớ ra nổi nó là thứ gì. Mã bộ đầu trầm mặc một lát, lắc đầu nói. Ngược lại, thẩm minh có chút đăm chiêu, sau đó hắn tìm kiếm khắp phòng, một lát sau, hắn nói. Đại nhân, chắc hẳn thứ dính trên miếng ngói là vật này. Đường Tùng Niên nhìn sang, thấy trên tay hắn đang cầm một miếng ngói to chừng bàn tay, có hình vòng cung, trên mái ngói đặt một lá rau muối đã bị cháy xém một nửa còn một nửa vẫn nguyên vẹn. Mã bộ đầu bước nhanh về phía thẩm minh, nhận lấy lá rau muối ngửi một cái. Đại nhân, quả thật là mùi này. Vết thương trên đầu của tôn hữu tài cũng dính vật này. Ngộ tác bỗng nhiên nhớ ra việc này, vội vàng nói. Chẳng lẽ thứ đập vào gáy của tôn hữu tài chính là cái hũ rau muối này sao? Mã bộ đầu sừng sốt. Đường tùng niên không nói gì, nhưng trong lòng cũng có suy đoán như vậy. Đại nhân, ngài mau đến xem. Đột nhiên, có quan sai ở bên ngoài cao giọng gọi. Đường tùng niên bước vội ra ngoài, nhìn thấy một cậu bé khoảng 6, bảy tuổi đang nằm trên mặt đất cạnh cái giếng cách xa nhà chính đại nhân thằng bé này hôn mê rồi một quan sai ôm thằng bé lên đường tùng niên bắt mạch cho thằng bé tim hắn chợt nhói lên rồi nhìn gương mặt nhỏ bám đầy cho bụi đang trong cơn mê của thằng bé với vẻ khó hiểu thật lâu sau hắn thu bàn tay trần mạch về trầm giọng hỏi đây là còn nhà ai tôn trạch trừ phu thê tôn hữu tài đã chết ra chỉ có một thiếp thất là Đồng thị và một nữ nhi 2 tuổi, ngoài ra còn có một đôi phu thê, đầy tớ cùng một thị nữ 13, 14 tuổi tên là Thu Bình. Hắn, hắn là nhi tử của biểu muội họ hàng xa với phu nhân nhà ta, nửa năm trước hắn cùng với mẫu thân đến đây nương tựa. Nhưng 4 tháng trước, mẫu thân hắn bị bệnh mà chết, thằng bé này đành phải ở lại phủ. Trước kia đều do vợ chồng chúng ta chăm sóc, lúc nãy vội vàng đi dập lửa nhất thời không để ý nên mới để hắn chạy ra bên ngoài. Đầy tớ của Tôn Trạch vội vàng trả lời. Hóa ra là không nơi nương tựa, đến đây để nhờ cậy. Đường Tùng Niên liền sáng tỏ. Tôn Trạch xảy ra chuyện lớn, phu thê chủ nhân đều chết hết. Những người còn lại đương nhiên không có tâm trí để ý tới đứa trẻ không thân không thích này, chẳng trách khi thằng bé hôn mê ngã ở đây cũng không có ai phát hiện ra mãi cho đến khi nơi chân trời xuất hiện một vệt trắng bạc nguyễn thị gần như một đêm không ngủ bây giờ mới chờ được phu quân trở về chàng về rồi sao mọi việc đều xử lý thỏa đáng rồi chứ đường tùng niên áy náy nói ta đánh thức nàng sao nguyễn thị lắc đầu chàng chưa quay lại ta làm sao có thể ngủ được đường tùng niên biết tính tình của nàng mệt mỏi rụi rụi mắt thấp giọng nói là đại trạch của tôn gia ở thành tây bị cháy lửa lớn đốt chảy cả chính phòng nhưng may mà thế lửa đã được khống chế tốt không hề lan ra chỗ khác vậy có thương vong gì không đường tùng niên thở dài phu thê chủ nhà được phát hiện chết trong đám cháy nguyễn thị hít vào một hơi lạnh vậy mà thiêu chết người đường tùng niên theo bản năng vỗ vai an ủi thê tử do dự một lát lại nói sau khi lửa lớn được dập tắt Nhà dịch phát hiện ở cạnh giếng có một thằng bé bị ngất xỉu. Thằng bé này vốn đến Tôn Trạch Nương nhờ chủ mẫu Điền Thị vừa mất. Nhưng bây giờ Tôn Trạch xảy ra chuyện, Điền Thị cũng không còn, trong phủ thì đang loạn cả lên. Ta thấy thằng bé này tạm thời không ai chăm sóc nên quyết định dẫn nó về đây, nhờ nàng sắp xếp người chăm sóc nó một thời gian. Nguyễn Thị làm sao không đồng ý cho được, tất nhiên là nhận lời luôn. Sau khi bàn giao xong xuôi, Đường Tùng Niên vội tắm rửa thay quần áo, ăn qua loa bữa sáng rồi vội vàng đi ngay. Xảy ra vụ án liên quan đến mạng người, hắn không dám để lỡ dù chỉ một giây, nhất định phải mau chóng phá án để an ủi linh hồn người mất. Lại nói về Nguyễn Thị sau khi được phu quân nhờ vả liền cho người mang thằng bé đến. Nhưng còn chưa kịp đi thì vũ già trong phủ kia đã tự mình dẫn thằng bé đến. Có lẽ thằng bé đã phải chịu cú sốc sợ qua lớn sắc mặt trắng nhợt, đôi môi mím chặt và đôi mắt đen nhánh chứa đầy cảnh giác và đề phòng. Nguyễn Thị là một người dễ mềm lòng, vừa nhìn thấy bộ dạng này của thằng bé trong lòng liền lấy làm thương hại, nàng vẫy tay ý bảo thằng bé đến cạnh mình, nhưng thằng bé chẳng những không đi tới, mà còn lùi về sau mấy bước. Không phải sợ, đây là phu nhân của đường đại nhân, đại nhân và phu nhân đều là người tốt, tạm thời giữ người ở lại phủ, đợi sau này thân thích của ngươi đến tìm sẽ đón ngươi trở về. Vũ già dỗ dành nói. Nguyễn Thị cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi. Cháu tên là gì? Mấy tuổi rồi? Thằng bé vẫn mím chặt môi chẳng nói câu nào, nhưng vẻ cảnh giác trong mắt đã tiêu tan đi mấy phần. Vũ già thấy thế vội vàng nói. Bẩm phu nhân, nhũ danh của thằng bé là trụ tử, năm nay 6 tuổi à? Nguyễn Thị hỏi tiếp hắn vài câu với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng thằng bé vẫn một câu cũng không nói như cũ có lẽ bởi vì giọng điệu của nàng quá đỗi dịu dàng dáng vẻ yêu thương ân cần nên cơ thể vẫn luôn gồng lên đầy căng thẳng không biết từ lúc nào đã buông lỏng hơn một chút chỉ là vẫn giữ nguyên tư thế phòng bị đúng lúc có hạ nhân trong phủ vào phòng xin chỉ thị nguyễn thị mai đáp lời nên nhất thời cũng không chú ý tới thằng bé thằng bé lẳng lặng đứng một bên trong lúc lơ đãng ngước nhìn cây tử đàn Hắn nhìn thấy trong lầu đa bảo, ở phía đông có một đứa bé mặc xiêm y màu hồng đào, cô bé đang cầm nửa cái bánh gạo nhét vào trong miệng nhai. Bé gái nhìn vô cùng ngây thơ đáng yêu, đôi mắt to tròn sinh động, trông đẹp hơn tất cả những bé gái mà hắn từng thấy. Một lát sau, hắn nhìn thấy bé gái ấy bỗng nhiên đẩy đĩa bánh với nửa miếng bánh gạo về phía bé trai lớn hơn nàng một chút, đang ngồi đối diện nàng, với một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt tròn chia sau đó bé trai lớn hơn một chút đưa tay ra lấy nửa cái bánh gạo kia cho vào miệng ăn hắn nhấp nhấp môi đang muốn rời ánh mắt thì bỗng nhiên nghe thấy bé gái kia khóc oa wow. một tiếng vừa khóc vừa gọi nương nương hắn đang cảm thấy lạ thì lập tức nhìn thấy vị phu nhân vẫn đang bận phân công nhiệm vụ trong phòng vội vàng chạy ra ngoài bảo nha đang gọi nương ứ hắn nghe thấy vị phu nhân kia hỏi trong sự ngạc nhiên lẫn vui mừng. Hứa quân giao làm bộ đưa tay lên lau nước mắt. Phu nhân này sao vậy? Lệch trọng tâm rồi đó. Rõ ràng nên hỏi ta tại sao lại khóc mới đúng chứ? Thấy đối phương không đi đúng đường, nàng chỉ có thể vừa lau nước mắt vừa chỉ về phía châu ca, người đang nghiêng đầu nhìn nàng một cách kỳ lạ, tuổi thân nói. Ca ca, ca ca xấu nguyễn thị vừa nghe thấy lại càng mừng hơn ây dê yeah, đến cả anh trai cũng biết gọi rồi ta đã nói rồi bảo nha của ta thông minh như vậy sao lại không biết gọi nương chứ hứa quân giao phu nhân này thật sự có chút ngu xuẩn chương tám ánh trăng sáng trong lòng nương nương ngay sau đó nàng dứt khoát ô oa à. khóc lên vừa khóc vừa úp úp mờ mờ nói ca ca cướp ca ca xấu nguyễn thị cuối cùng cũng hiểu ra cố ý nghiêm mặt dạy bảo nhi tử châu nhi không ngoan sao con có thể cướp đồ ăn của muội muội hả châu ca vừa nghe liền cảm thấy oan ức con không cướp là muội muội cho con mà lời còn chưa dứt hứa quân giao khóc càng to hơn nàng cứ khóc mãi khóc mãi đến nỗi nấc cả lên dẫu vậy câu ca ca xấu thủy trung chưa bao giờ ngừng lại Nguyễn Thị vừa dỗ dành nữ nhi, vừa tranh thủ dạy bảo nhi tử. Châu ca tuổi thân, chu chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nhăn cái mũi bé lại, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Hứa quân dao nhìn thấy hắn như vậy, lại càng thêm coi trọng hắn hơn, nàng len lén nhìn về phía châu ca cười thật tươi. Châu ca cũng nhìn thấy hành động của nàng, thoạt tiên hắn mấp máy môi, sau đó nói nhỏ vài câu, nhưng hứa quân giao lại không nghe được rõ. Sau đó, nàng nhìn thấy thằng bé giống như cây cà bị xương giá tạt qua, cả người đều ỉu xìu, héo rũ trong nháy mắt. Nàng có chút buồn cười, cũng không thèm giả bộ khóc nữa, ngoan ngoãn để Nguyễn Thị giúp mình rửa mặt. Khi Nguyễn Thị cầm tay dắt nàng bước vào gian phòng giữa, bấy giờ nàng mới chú ý tới trong phòng có thêm một thằng bé lạ mặt, vì thế tò mò đưa mắt nhìn hắn thằng bé này toàn thân như thể mọc đầy gai, từ chối mọi sự tiếp xúc từ người khác. Hắn lớn lên không giống cha con lão giả thối, cũng không giống phu nhân bánh bao, nhưng chắc chắn cũng không phải con cái của đại phòng và nhị phòng. Vậy hắn là ai? Khi thằng bé này nhìn thấy nàng, cậu bé vô thức lùi lại vài bước, ánh mắt đầy cảnh giác, thân thể căng cứng, cả người giống như bước vào trạng thái sẵn sàng nghênh địch hứa quân giao buồn bực hắn sợ bản công à đây là tiểu ca ca trụ tử tạm thời sống trong nhà chúng ta bảo nha phải nghe lời nha không được bắt nạt tiểu ca ca đâu đấy nguyễn thị nhìn ra nghi hoặc của nữ nhi véo má nàng cười giận dò hứa quân giao nhu thuận gật đầu thằng bé đưa mắt liếc nàng một cái thật nhanh sau đó vội vàng nhìn sang chỗ khác vào lúc nàng còn chưa biết chuyện gì xảy ra hắn đã liệt nàng vào sổ đen những người tuyệt đối không thể dây. Dù sao, tiểu cô nương thảo mai này đến cả ca ca của mình cũng hãm hại. Nàng ta còn đáng sợ hơn cả biểu muội tùy ý điêu ngoa lại thích khóc nhà gì hắn, hắn vẫn nên cách xa con bé một chút mới tốt. Một lát sau, Bích Văn cũng dắt Châu Ca qua đây, hứa quân giao vô tình phát hiện, lúc Châu Ca đi qua người thằng bé, hắn cũng căng thẳng lùi ra sau vài bước, tránh thoát khỏi sự đụng chạm với châu ca khi hắn đang vùng tay ra khỏi tay của bích văn và lao nhanh về phía nguyễn thị hứa quân giao vẫn luôn để ý đến thằng bé tên là chu tử này sau khi thấy châu ca nhào vào lòng nguyễn thị nàng lập tức bắt gặp vẻ mặt ghen tị của thằng bé nàng cứ nhìn chằm chằm rồi đi về phía hắn sau đó nàng liền phát hiện ra Mỗi lần nàng bước về phía đối phương một bước thì đối phương liền cứng đờ lui về sau một bước. Hắn tự hồ rất sợ người khắc đụng vào mình. Nàng dừng lại, nghiêng đầu quan sát hắn, thấy vậy cả người hắn cứng đơ lại, khuôn mặt nhìn nàng đầy vẻ cảnh giác, khắp người hắn đều ở trạng thái phòng bị cao độ, tựa như nàng chỉ cần tiến thêm bước nữa hắn sẽ co giò bỏ chạy ngay. Người tên là trụ tử. Đã ăn sáng chưa? Ta dẫn người đi ăn chút gì đó được chứ? Bích Văn nhận được chỉ thị của Nguyễn Thị, tiến về phía hắn khom lưng xuống hỏi đầy ân cần. Hứa quân dao sừng sốt phát hiện, lúc Bích Văn đến gần, thân thể hắn ngoại trừ hơi mất tự nhiên ra cũng không hề né tránh sự đụng chạm của nàng ấy. Đúng là một thằng bé quái đản, nàng nói thầm trong lòng, rồi bước đôi chân nhỏ ngắn về phía Nguyễn Thị. Một lát sau, nàng nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói non nớt mang theo chút khàn khàn cháu tên là Thiệu Đình, Hà Thiệu Đình, chứ không phải là trụ tử à. Nàng lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó đột nhiên xoay phát người lại, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bé bình tĩnh kia, nàng muốn từ trong đó tìm kiếm một chút cảm giác quen thuộc. Hạ Thiệu Đình bị nàng nhìn trong chọc đến nỗi cả người không được tự nhiên, hắn vô thức trốn phía sau Bích Văn. Bảo nha! Thấy nữ nhi nhìn chằm chằm vào thằng bé, Nguyễn Thị khó hiểu gọi một tiếng. Hứa quân dao không hề nghe thấy, nàng tập trung nhìn chằm chằm Hạ Thiệu Đình. Khuôn mặt này, dù thiếu đi vẻ cương nghị, lại thêm phần non nớt, nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là cái. Vẻ mặt vô cảm. Ấy! Là hắn sao? Là thiếu niên tương quân chiến công huy hoàng đó sao? Khi hắn còn sống thì vinh quang không gì sánh được sau khi chết đi thì tang lễ long trọng đất trời. hắn chính là Trung Dũng hầu hạ Thiệu Đình sao? Đại Tề lập quốc, mặc dù chiến loạn Trung Nguyên đã được bình ổn, nhưng các nước xung quanh vẫn như hồ rình mồi. bọn chúng nhiều lần cho người quấy nhiễu dân chúng ở biên quan. mãi cho đến khi Thiên Hy Đế tức Thái Tông Hoàng Đế sau này kế vị, ngài đã ngự giá thân trinh, chính thức khai hỏa chiến tranh giữa Đại Tề và các nước lang hồ xung quanh. mà Hạ Thiệu Đình của tuổi 16 đã bộc lộ tài năng trong cuộc chiến ấy. Hứa quân giao có thể nhớ rõ hắn, không phải bởi vì chiến tích bất bại hay lấy làm tiếc cho sự nghiệp chưa thành đã chết của hắn được lịch sử coi trọng, mà là bởi vì người này là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khơi dậy tâm tư thiếu nữ trong nàng. Về phần cơ duyên khơi dậy tâm tư thiếu nữ của nàng, mặc dù bây giờ nghĩ đến có chút cũ dích, nhưng lại là hành động dễ dàng nhất để đả động trái tim của tiểu cô nương. Không sai, đó chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Nhớ lại năm đó, khi Thái Tông Hoàng đế còn là chính Tông Trường Tử, trong cung của phê Thái Tử sau này có một tiểu cung nữ, vào ngày Thái Tử tổ chức thịt yến nàng bị người ta hãm hại nên đã mắc phải một sai lầm. Nếu không phải lúc đó được một người có địa vị cao như Đại tướng Quân Hạ Thiệu Đình nói một câu giúp nàng giải vây, chỉ sợ ngay lúc đó nàng đã bị kéo xuống dùng trượng đánh chết đó là người yên tĩnh nhất độc nhất vô nhị trong đại điện náo nhiệt phồn hoa song cũng là người không ai dám cả gan khinh thường ngay cả thái tử đông cung cũng hết sức lôi kéo lấy lòng hắn hắn chưa bao giờ cười cũng rất ít khi nói chuyện hắn ngồi một bên tự rót tự uống tự mình trở thành phong cảnh hắn có chút thờ ơ như thể trên thế gian này không có cái gì có thể khiến hắn để tâm mà lúc đó, nàng chỉ có thể tranh thủ cơ hội đứng dậy nhìn hắn đầy cảm kích, âm thầm ghi nhớ diện mạo của hắn vào trong tim, sau đó tự ti mặc cảm lui xuống. Sau đó sao? Không có sau đó, ông trời đố kỵ người tài, thiếu niên tướng quân chết bệnh trên đường đi phía đông chinh chiến, biết tin hắn chết cả nước tiếc thương. Còn nàng, sau khi thái tử bị phế chuất, nàng vào hậu cung vật lộn cầu sinh. Về sau, nàng lại vào dự vương phủ, bắt đầu từng bước từ thị nữ của dự vương cho đến khi trở thành thục phi nương nương được sủng ái nhất lục cung. Chẳng ai có thể tưởng tượng được, hứa thục phi ở hậu cung tính tình mưa nắng thất thường, ngoài mặt hiền từ nhưng tâm địa độc ác cũng từng có lúc rộn rạo giấc mộng xuân. Ngay cả bản thân nàng cũng suýt quên mất câu chuyện cũ này, đến cả khuôn mặt anh Tuấn kiên nghị của hắn cũng bị thời gian dần dần xóa nhòa đi buổi tối đường tùng niên về nhà nguyễn thị nóng lòng kể cho hắn một tin vui rằng nữ nhi hắn đã biết gọi nương và ca ca đường tùng niên nghe xong vừa vui mừng vừa đố kỵ hắn liếc nhìn tiểu nha đầu đang bám lấy bích văn dẫm lên ghế đôn trống sau đó trèo lên bàn trang điểm của nguyễn thị dán mặt vào gương đồng hắn chua xót nói nha đầu xấu xa không có lương tâm này gọi nương đã đành thế mà lại để ca ca trèo lên đầu phụ thân uống công phụ thân thương con như thế Nguyễn Thị che miệng cười, tiếp tục đâm đau vào trái tim nhỏ bé của hắn. Lúc nãy ở phòng nương, con bé còn gọi cả tổ mẫu cơ. Nước chua của Đường Tùng Niên bốc ra ngày càng mãnh liệt. Tốt lắm, trong cái nhà này rốt cuộc hắn cũng chỉ là kẻ xếp cuối cùng. Hứa Quân Giao không thèm để ý tới. Lão phụ thân. Phía sau mình đang bốc lên nước chua, nàng nhướng mày nhìn chăm chú vào khuôn mặt trong gương đồng cũng được mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng ngũ quan nhìn trông cũng rất tinh xảo so ra thì cũng không khác diện mạo ban đầu của nàng là mấy chẳng qua là tuổi tác vẫn còn nhỏ lại còn được chăm sóc tỉ mỉ nên khuôn mặt mới tròn xoe thế này thịt cũng hơi nhiều một chút nàng véo lấy véo để đống thịt trên mặt trong lòng dâng trào cảm thấy bi thương chẳng trách lão già thối và phu nhân bánh bao lại thích véo má nàng như thế thịt trên khuôn mặt này quả thực cũng nhiều da vết, mềm mại nhẵn mịn, nếu không phải đống thịt này ở trên mặt nàng, thì nàng lúc nào cũng muốn véo nó. Khuôn mặt tròn xoe bụ bẫm như này, sẽ không lưu lại trong lòng thiếu niên anh Dũng sau này ấn tượng về một bé gái béo mập chứ. Nếu như thế thật, con chẳng thà làm tiểu cung nữ của đời trước. Nàng khổ vì khuôn mặt này quá đi, buồn phiền quá đi cho dù đời này nàng vẫn không có được cơ hội cùng với người trong lòng dựa vào nhau ngắm trắng nói chuyện nhân sinh cùng nhau thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt sao thì ít nhất nàng cũng muốn lưu lại trong lòng hắn một ấn tượng đẹp đẽ nhất như vậy mới không uống công đời này nàng chịu nhục chịu khổ làm nữ nhi của lão già thôi sao phong hoa tuyết nguyệt không chỉ là cảnh đẹp bốn mùa mà còn là chuyện nam nữ mây mưa trắng gió Đường Tùng Niên cùng Nguyễn Thị tò mò nhìn tiểu nha đầu đang dán mặt vào gương đồng, lúc thì nhếch miệng cười đến vui sướng, lúc thì nhăn nhó lại giống như đang rất khổ sở, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nữ nhi sau nhiều lần biến hóa phong phú, hai phu thê bọn họ cứ phải nhịn cười mãi. Đường Tùng Niên không nhịn nổi nữa, tiến lên đỡ lấy tiểu nha đầu thay cho Bích Văn cũng đang nhịn cười giống bọn họ, hắn dán mặt mình vào cạnh nữ, cùng gương mặt tròn xoe của nàng chen trúc trong gương đồng. Hứa quân dao thấy bên trong gương đồng bỗng nhiên xuất hiện cái khuôn mặt mà nàng ghét nhất. Nàng mất hứng chu cái mồm nhỏ ra, vươn bàn tay nhỏ nhắn mũm miễn thịt cố gắng đẩy khuôn mặt kia ra khỏi gương. Tránh, tránh ra, tránh ra. Đúng là lão già thối đáng ghét, bản cung không muốn nhìn thấy mặt ngươi. Đây là gương đồng, bên trong đây là bảo nha, còn đây là phụ thân, ừm, vừa nhìn đã biết là cha con ruột thịt. Đường Tùng Niên nói mang theo đầy kiêu hãnh. Mọi người đều nói nhi tử giống nương, nữ nhi giống cha, vậy tiểu nha đầu này chẳng phải cũng giống mình sao? Hứa Quân Dao sợ run cả người, nhìn hắn với ánh mắt cổ quái. Mắt của lão già thối này có bệnh sao? Hai cái mặt này có chỗ nào giống nhau? Nếu quả thật giống lời hắn nói thì nàng khóc chết mất. Tiếc thay Đường Tùng Niên nhìn không hiểu sắc mặt của nàng hắn thấy nữ nhi đang chăm chú nhìn mình thì trong lòng vui sướng lắm, nhịn không được lại tiếp tục dụ dỗ con bé gọi cha. Hứa quân dao quay đầu chỉ để lại bóng lưng cho hắn, sau đó vươn tay về phía Nguyễn Thị, ôm ôm. Nguyễn Thị cười ôm lấy nữ nhi. Đêm đó, hứa quân dao nằm mơ, trong giấc mơ nàng vẫn là tiểu cung nữ vừa được phân công đến Đông Cung làm người hầu không lâu, khuôn mặt nàng trắng bạch quỳ trên mặt đất, đầu óc quay như trong chóng để tìm cách thoát khỏi khốn cảnh. Những ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía nàng, có vui sướng khi thấy người khác gặp họa, có châm biếm, có khinh thường, nhưng nhiều nhất vẫn là thờ ơ, thờ ơ với sống chết của nàng. Càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là bọn họ không hề đợi nàng nghĩ ra cách gì, thái tử đứng đó đã lạnh lùng nói ra cách xử trí nàng. Lôi xuống cơ thể nàng bởi vì hoảng sợ mà run lên nhẹ nhẹ, nhưng vào lúc nàng cảm thấy lần này bản thân sợ là khó thoát khỏi cái chết thì trong điện truyền đến một giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Quỳ gối ở kia làm gì? Còn không mau qua đây rót rượu cho bản tướng quân. Nàng dồn sức ngước mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, dưới ánh nến chiếu giỏi, người nọ mày kiếm nhíu lại, đôi mắt sáng như sao trên trời, gương mặt anh Tuấn lạnh lùng có chút không hài lòng nhìn về phía nàng. Trong nháy mắt kia, tất cả ánh hào quang trong điện như thế đều tập trung trên người hắn, trói mắt như vậy, ấm áp như thế, dường như xua tan đi khí lạnh trong cơ thể nàng. Tây viện sau nha môn, trong một căn phòng lập lèo ánh đèn, Hạ Thiệu đỉnh 6 tuổi đang rưng rưng nước mắt ôm chặt chiếc áo khoác ngắn màu xám cho mà thằng bé mặc ban sáng, trong áo khoác ngắn có mấy vết vá xù xì. Si. Ngoài tiếng khóc thốt thít của đứa trẻ, không có ai biết được trong chiếc áo thô sơ này cất giấu vài tờ ngân phiếu trị giá không nhỏ cùng với một phong thư. chương 9, ở đâu ra cái thằng nhóc quái đàn này? Hứa quân giao mặc quần áo mà Nguyễn Thị mới làm cho nàng, sau đó lại ghé vào gương đồng ngắm nghía một hồi. Dòng gương xuất hiện một khuôn mặt nhỏ trắng nõn mũm mĩm, khi cười bên má lộ ra lúng đồng tiền duyên dáng. Dù sao bây giờ thiếu niên tướng quân vẫn chỉ là một đứa trẻ, tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn cũng chỉ dừng lại ở mức độ trẻ con và lại lúc này, dung mạo của nàng cũng thuộc hàng đỉnh nhất trong đám trẻ con, nhìn thế nào cũng chỉ khiến người ta ấn tượng sâu sắc mà thôi. Tóm lại bất luận như thế nào, bản cung đều phải lưu lại ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng của thiếu niên tướng quân tương lai. Cô nương mặc bộ xiêm y này đẹp cực kỳ, nhìn giống như tiểu tiên đồng bên cạnh Bồ Tát vậy. Thúy Văn cười khen. Hai lúm đồng tiên bên má hứa quân dao lại sâu thêm một chút đôi mắt to long lanh càng thêm sáng ngời, nàng tặng cho Bích Văn một nụ cười ngọt ngào. Nguyễn Thị cũng cảm thấy cực kỳ vừa lòng, véo khuôn mặt của tiểu nha đầu, sau đó quay ra trêu nhi tử đang giúp vào cạnh mình. Con thấy muội muội có sinh không? Châu ca tỏ ra ngây thơ chớp chớp con mắt, hồn nhiên trả lời. Đẹp lắm à, nương đẹp nhất trên đời. Nguyễn Thị bật cười hứa quân giao lường tiểu đường đại nhân tương lai một cái trong lòng khẽ hừ một tiếng thằng nhóc thối chỉ biết nịnh nọt làn gió nhẹ lướt qua mang theo thoang thoảng hương hoa cỏ chim chóc trong vườn vui vẻ hát vang bài hát thuộc về chúng hứa quân giao được bích văn ôm trong ngực còn châu ca ở phía trước đang kéo tay nguyễn thị tung tăng nhảy nhót hắn lúc thì đuổi theo bầy chim lúc thì hái bông hoa tươi thắm ven đường tặng cho nguyễn thị để lấy lòng làm cho nguyễn thị nở một nụ cười dịu dàng thằng nhãi này sau khi lớn mà vẫn thế này kiểu gì cũng dễ dàng lấy lòng các cô nương đến lúc đó chỉ sợ không biết sẽ quyên rũ bao nhiêu tâm tư thiếu nữ của các cô nương ra đoán chừng sau này bánh bao phu nhân cũng không cần lo lắng cho trung thân đại sự của nhi tử nữa nàng thầm nghĩ sau khi đi qua hòn non bộ trong vườn nàng nhìn thấy hạ ma ma đang rất hạ thiệu đình từ bên kia đường đi qua đây mắt nàng sáng lên từ trong ngực của bích văn rẫy rụa tọt xuống đất bàn tay nhỏ bé làm bộ như vô ý vỗ phẳng những vết nhăn trên xiêm y sau đó xương nụ cười mà nàng tự cho là đẹp nhất lên nhìn về phía hạ thiệu đình đang đi bên cạnh hạ ma ma đình ca nhi hôm qua có ngủ được không nguyễn thị mỉm cười hỏi thằng bé vẫn luôn trầm mặc thằng bé nhanh chóng liếc nhìn nàng một cái mím môi gật đầu nói được ạ à lão phu nhân muốn gặp thằng bé này, nên nô tỳ đang dẫn hắn đi. Hạ ma ma giải thích. Nguyễn Thị gật đầu nói. Đúng lúc ta cũng muốn dẫn huynh muội bọn họ sang chỗ mẫu thân, nếu người còn có việc thì cứ đi làm đi, để ta dẫn hắn đi cũng được. Hạ ma ma đồng ý. Thấy hạ ma ma vứt hắn ở đây rồi một mình rời đi, hạ thiệu đình có chốt bất an nắm chặt góc áo, lại nhìn thấy tiểu cô nương đang mặc một bộ xiêm y mới tinh, đang ngẩng mặt lên nhìn mình cười ngọt ngào hắn vô thức lui lại vài bước giống như gặp phải một con thú dữ và dòng nước lũ ngay cả ánh mắt hắn cũng ngập tràn cảnh giác cười đẹp như vậy làm chi giống y nụ cười vào hôm nàng hãm hại ca ca của nàng nụ cười tươi tắn của hứa quân giao thoáng chốc sụp đổ tất nhiên nàng cũng cảm nhận được hắn đang bài xích mình nhưng khi nhìn thấy hắn ngày càng đứng cách xa mình đôi mắt u oán của nàng không kìm được nữa mà nhắm thẳng về phía hắn chỉ mới mấy ngày không gặp tam cô nương của chúng ta đã lớn như vậy rồi có thể đi được chưa mau để nhị bá mẫu nhìn con một cái nào nàng đang buồn rầu thì nghe thấy giọng nói mang theo tiếng cười của một phu nhân trẻ tuổi vang lên lúc này nàng mới phát hiện đã đi đến phòng của vương thị nhị bá mẫu nàng nhanh chóng động não sau đó mới nhớ ra người này là thê tử lâm thị của đường trương niên. Cháu có thể tự đi một đoạn đường mà không cần người khác đỡ rồi, chẳng qua con bé không thích nói chuyện, cũng không thích gọi người, Nguyễn Thị cười mang theo bất đắc dĩ nói. Bên kia, Vương Thị một tay kéo nhi tử 5 tuổi miễn ca của Lâm Thị, còn một tay kéo châu ca lại hỏi chuyện, nói một hồi, bà vỗ tay hai thằng bé để chúng tự mình đi chơi. Lúc này bà mới vẫy tay ra hiệu cho Hà Thiệu Đình vẫn luôn trầm mặc đứng bên cạnh, ý bảo hắn đến đây. Mặc dù hứa quân giao bị Lâm Thị ôm trong lòng, nhưng đôi mắt nàng vẫn luôn nhìn chăm chú về phía Hà Thiệu Đình, thấy hắn chỉ thoáng trần chờ rồi tiến lại gần, ngay cả khoảnh khắc cơ thể hắn cứng đờ khi bị Vương Thị kéo tay nàng cũng không hề bỏ lỡ. Quả là một đứa bé có nề nếp. Vương Thị sớm đã biết được thân thế của Hạ Thiệu Đình từ lời kể của Hạ Ma Ma vì thế mà bà càng thêm thương hại thằng bé nay thấy mặc dù hắn có chốt gầy yếu quần áo trên người đã giặt đến nỗi bạc màu từ lâu nhưng vẫn rất sạch sẽ phẳng phiu ở đây con không cần phải gò bó bản thân cứ yên tâm ở lại nhé mặc dù hạ thiệu đình có chốt không được tự nhiên nhưng hắn cũng cảm nhận được lòng tốt của đối phương vì thế gật đầu thấp giọng trả lời tạ ơn lão phu nhân Lâm Thị ở bên cạnh cũng đã nghe nói về lai lịch của Hạ Thiệu Đình, thấy thế không khỏi cảm thán tấm lòng bồ tát của Vương Thị. Tam muội muội, chúng ta đi chơi đi. miến Ca chạy về phía Hứa Quân Giao, kéo lấy tay nàng vui vẻ nói. Vương Thị cũng cười nói, cho bọn trẻ tự mình đi chơi đi. Để Bích Văn coi chừng cẩn thận là được. Lâm Thị đương nhiên rất vui vẻ khi nhìn thấy nhi tử chủ động thân cận Tam Phòng, cười giận dò con không được bắt nạt muội muội đâu nhé miễn ca vỗ vỗ ngực nói ta muội muội xinh đẹp như thế con không bắt nạt đâu lâm thị nửa khóc nửa cười còn vương thị và nguyễn thị cũng không nhịn được bật cười hứa quân giao chẳng thèm để ý tới thằng bé mập u miễn ca nàng tập tễnh đi về phía hạ thiệu đình làm bộ không hề biết hắn bài xích mình mà nắm chạy cổ tay áo của hắn nở nụ cười ngọt ngào nói với hắn bằng giọng điệu ngây ngô Chơi, đi chơi. Trái tim Hạ Thiệu Đình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn rất muốn hất tay nàng ra nhưng lại sợ nàng ngã, đành phải đứng đơ ra không dám cử động. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thị nhìn thấy nữ nhi chủ động lôi kéo một đứa bé khác đòi đi chơi, nàng cười tùm tìm chiêu con bé. Bảo Nha thích tiểu ca ca này hử. Hứa quân giao chớp chớp con mắt, nhìn nàng với ánh mắt vô tội. Thích làm sao bản cung có thể thích một thằng bé đến lông còn chưa mọc đủ chứ? Xưa này bản cung ân oán phân mình, tiếp cận hắn chẳng qua vì muốn tìm cơ hội báo đáp. Một lời ân đức của hắn mà thôi. Nguyễn Thị không biết trong lòng nữ nhi nghĩ gì, nàng cười rồi nhéo mặt nữ nhi, vậy thì để vị ca ca này chơi cùng con nhé. Hứa quân giao ngoan ngoãn gật đầu, nghe Nguyễn Thị nói xong mà hạ thiệu đình căng cứng cả người ra đầu hạ thiệu đình run lên tận đáy lòng hắn không hề muốn cùng tiểu cô nương thảo mai này quá mức thân cận nhưng trước mắt vị phu nhân có nụ cười quá đỗi ấm áp này ngay cả giọng nói cũng dễ nghe giọng nàng giống hệt mẫu thân hắn đợi khi hắn lấy lại được ý thức thì từ vâng à đã thốt ra khỏi miệng rồi hứa quân giao trong lòng đắc ý nàng cứ để cho hắn nắm lấy bàn tay mềm mãi mũm mĩm của mình sau đó nhìn hắn cười hết sức ngọt ngào trong sáng nào ngờ trái tim của hạ thiệu đình vì thế mà càng thắt chặt hơn toàn thân nhanh chóng tiến vào trạng thái đề phòng nếu không phải vừa nãy đáp ứng vị phu nhân kia trong mơ hồ thì hắn rất muốn mặc kệ tiểu nha đầu thảo mai này miễn ca bình bịch chạy về phía bọn họ rất có phong độ của một tiểu huynh trưởng mà kéo lấy một cánh tay còn lại của hứa quân giao hắn cười hề hề nói ta muội muội, ta nắm tay muội nha. Hứa quân dao đang vui nên thường cho hắn một cơ hội làm cái tay vịn cho mình. Châu ca nhìn muội muội mình được hai người một trái một phải nắm tay, liếc nhìn miễn ca và hạ thiệu đình một cái, xoa xoa cầm rồi dẫn đầu bọn họ vui vẻ chạy ra khỏi cửa. Nhìn thấy Bích Văn dẫn ba đứa bé ra khỏi cửa, Lâm Thị mới thấp giọng nói với vẻ không tán thành. Tam để muội, Đứa trẻ kia suy cho cùng vẫn một đứa bé là lai lịch không rõ ràng, tính tình nhìn có vẻ cổ quái, sao muội có thể yên tâm giao bảo nha cho thằng bé chứ? Nguyễn Thị cười nói. Làm gì có chuyện giao đứa nhỏ cho thằng bé chứ, chẳng phải vẫn còn Bích Văn coi chừng sao? Và lại, nếu Lao Gia đã dẫn thằng bé về nhà thì cũng không việc gì phải ngại. Thấy nàng đã nói như thế, Lâm Thị cũng không tiện nói gì nhiều, đành phải cười trừ cùng mẹ chồng nàng dâu Vương Thị nói sang chuyện sinh hoạt thường ngay. Mấy hôm trước đại tẩu đi đổi rất nhiều ngân phiếu, thêm nữa đại ca còn đóng mấy hòm mang đi thành Hà Nam, cũng không biết nhà họ làm được chuyện tốt gì. Sau khi quay về phu thê hai người bọn họ vui mừng phấn khởi lắm, Lâm Thị có vẻ thản nhiên nói. Nguyễn Thị ngớ ra, nhưng lại nhớ ra đường Tùng Niên từng nhắc đến chuyện này trong lòng liền sáng tỏ. Xem ra bên đại phòng đã gom đủ số ngân lượng rồi. Vương Thị cũng sửng sốt, được nhiên bà cũng nhớ đến chuyện kia, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu kế hoạch lần này của Bách Niên thành công thì tốt quá. Lúc này trong hoa viên, Châu Ca tiếp tục cầm một cành cây nhỏ chọc tới chọc lui vào cái lỗ dưới gốc cây, trong miệng thì lẩm bẩm cái gì đó. Sau đó, mắt hắn đột nhiên sáng lên, quăng cành cây trong tay đi rồi đuổi theo con bướm đầy màu sắc bay từ trong bụi hoa ra. Hứa quân dao nhìn hắn đầy ngưỡng mộ thật lâu. Thằng nhãi này quả thực biết. Tự tìm niềm vui, sao, bốn chữ này nói về hắn vô cùng chuẩn xác, chọc tổ kiến thôi mà có thể chọc cả buổi chiều, mỗi con hổ vải mà hắn có thể chới mấy ngày không thấy chán, rồi đến vụ bắt bướm này phòng trừng cũng có thể say sưa bắt cả một buổi sáng. Du tiên y chi le. Phai in one own way. Mục ý có thể tìm thấy niềm vui trong bất kỳ hoàn cảnh, địa điểm nào. Nếu không phải đời trước nàng từng trải qua mấy lần giao thủ cùng hắn, không lâu trước còn bị hắn hãm hại một lần thì quả thật nàng cũng sẽ cho rằng hắn là một thằng bé chân thành, ôn thuận và ngoan ngoãn. Cho nên, nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, lão tổ tông không bao giờ lừa chúng ta. Tam muội muội, tam muội muội, cái này cho muội cài nè đang mải suy nghĩ, miễn ca từ đằng kia bước về phía nàng, trong tay hắn cầm một bông hoa hồng to trừng khuôn mặt hắn, muốn nàng cắm nó lên đầu mình. Hứa quân dao nhanh chóng trốn ra phía sau hạ thiệu đình, nàng nhìn đóa hồng to trà bá kia bằng ánh mắt chán ghét. Vừa tầm thường vừa xấu xí, bản cung mới ứ thèm nha. Muội về đây, về đây đi. Miễn ca chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo ta muội xinh đẹp như thế cải hoa này lên đầu càng đẹp hơn hứa quân giao cầm lấy góc áo của hạ thiệu đình chạy vòng quanh người hắn để tránh miễn ca đang không ngừng đuổi theo muốn cắm hoa lên đầu nàng nàng vừa trốn vừa kêu không không muốn không muốn miễn ca cười khanh khách đuổi theo sau hai ba lần liền bắt được nàng thằng bé không thèm phân bua mà trực tiếp cắm thẳng đóa hoa lên đầu nàng khi hắn phát hiện trên đầu muội muội không có vật gì có thể cố định bông hoa hắn thậm chí còn chẳng thèm do dự rút băng đô màu đỏ từ trong túi của mình ra sau đó vụng về buộc lên đầu nàng hứa quân dao hiển nhiên có thể đẩy thằng nhóc thối đang coi nàng là búp bê mà đùa nghịch này ra nhưng khi nàng nhìn thấy hạ thiệu đình nhìn mình không chớp mắt bàn tay nàng vừa muốn vươn ra lại khẽ hạ xuống nước mắt lưng chồng mang đầy tủi thân nhìn về phía hắn hy vọng hắn có thể tiến lên cứu nàng thoát khỏi bàn tay của tên nhóc quái đàn này. Nhưng Hạ Thiệu Đình chỉ đứng yên bất động, cũng không biết có phải là ảo giác của nàng không nhưng nàng cảm thấy được đôi môi hắn đang vảnh lên, như thể đang cười. Nàng có chút rối bời, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng cười của châu ca vang lên ở phía sau. Nàng nhìn sang thì trông thấy đối phương đang lấy một tay ôm bụng, tay còn lại chỉ về phía nàng cười khanh khách ngay cả Bích Văn đứng bên cạnh hắn cũng bụm miệng cười không ngừng. Lúc này nàng vô cùng tức giận, biết rằng đó hẳn là do thằng nhóc Miễn Ca gây ra cho mình. Nhưng sự việc đã liên quan đến hình tượng cao quý của nàng, nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến thiếu niên ánh trăng gì gì nữa. Nàng đẩy mạnh Miễn Ca ra, sau đó giật đóa hoa hắn cắm trên đầu mình xuống và miệng. Bản cung liếc qua Hạ Thiệu Đình thấy hắn đang mím môi cười nàng mấp máy môi vẫn gắng sức che giấu bộ mặt hầm hầm của mình sau đó cố gắng chớp chớp đôi mắt lại nặn ra hai cái lúm đồng tiền cùng với đôi mắt đã đong đầy nước mắt không phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn